nhà cố diễn viên Duy Nhân có ba chị em, trong đó Quốc Thiện là em trai út. Ngày Duy Nhân còn sống, anh yêu đương em trai lắm. Lên Sài Gòn đi làm miệt mài thế hệ mua được chiếc Sirius, nhưng Duy Nhân Nhân không chạy. Anh chọn đi chiếc Quơ Dơ cũ mềm để nhường em trai xe thế hệ. Đồng hành với anh trai nên Quốc Thiện là người đầu tiên phát xuất hiện bệnh tình của Duy Nhân. Chở anh trai đi diễn khuya về, phát hiện anh vo toàn máu trên lưng mình, Quốc Thiện rất lo lắng. Quốc Thiện càng buồn hơn nữa khi các thầy thuốc kết luận anh trai thuộc bị ung thư máu. Dù đã cùng gia đình hết sức chăm bẵm và chạy chữa, thậm chí Quốc Thiện còn hiến tủy cho Duy Nhân nhưng trả lại là kết quả không mong muốn. Ngày đưa anh trai về cõi Vĩnh Hằng, Quốc Thiện sững sờ nhưng không dám suy sụp bởi anh là chỗ dựa chính cho mẹ, chị hai và chị dâu lúc đó. Nén đau yêu đương, anh và những người thân cố gắng quay trở lại cuộc sống bình thường. Hiện tại, Quốc Thiện đang làm chủ quán phở của gia đình ở Nhà Bè. Quốc Thiện là em trai ruột của cố diễn viên Duy Nhân và là con trai út của gia đình. Ngày Duy Nhân còn sống, Quốc Thiện luôn được anh hai yêu thương và dành cho những thứ tốt nhất. Quốc Thiện là người đầu tiên phát xuất hiện bệnh tình của Duy Nhân. Và ở bên anh hai để cùng nhau lạc quan bước qua khó khăn ấy. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng như anh mong muốn. Dù đã hiến tủy cho anh trai nhưng Quốc Thiện vẫn phải nói lời tạ từ. Anh cùng mẹ cố gắng bước qua nỗi đau để trở lại cuộc sống bình thường. Quốc Thiện khá điển trai và người yêu anh cũng chẳng khác gì một hốt dưa. Anh chỉ không có chiều cao tuyệt vời như anh trai. Sau đám ma của Duy Nhân, Quốc Thiện và chị dâu Kiều Anh vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Hiện tại, anh đang là chủ quán phở của gia đình.